Theo thông tin từ Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 14 tháng 7, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 năm 2023 sẽ diễn ra tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng từ ngày 21/25/11. Sự kiện này do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức, với khẩu hiệu xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam giàu bản sắc dân tộc, hiện đại và nhân văn. Liên hoan phim Việt Nam là một sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc gia được tổ chức định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các tác phẩm điện ảnh và nghệ sĩ trong hoạt động sáng tác điện ảnh. Lần đầu tiên diễn ra tại thành phố Đà Lạt, sự kiện này có ý nghĩa kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập ngành điện ảnh Việt Nam năm 1953 đến năm 2023 và 130 năm thành phố Đà Lạt hình thành và phát triển năm 1923 đến năm 2023. Ban tổ chức mong muốn thông qua sự kiện này quảng bá và giới thiệu văn hóa, con người và danh lam thắng cảnh tỉnh Lâm Đồng đến với công chúng trong cả nước. Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 sẽ tôn vinh các tác phẩm điện ảnh mang tính nhân văn, hướng thiện, giàu bản sắc văn hóa và góp phần phát triển nghệ thuật và thị trường điện ảnh, tiến tới xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh. Theo Cục Điện ảnh, các phim tham dự Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 phải là phim nói tiếng Việt, do các cơ sở điện ảnh Việt Nam sản xuất hoặc hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài sản xuất và không có tranh chấp về bản quyền. Các phim này chưa tham dự Liên hoan phim Việt Nam và Liên hoan truyền hình toàn quốc. Cùng với đó, sự kiện cũng sẽ tạo cơ hội để các nhà làm phim, đạo diễn, diễn viên và người làm công trong ngành điện ảnh gặp gỡ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng và sự phát triển của ngành điện ảnh Việt Nam.